đá bóng đi. Pin đá bóng đi. Đây đây. Không được cầm. Bác cầm. Hí. Chạy lại đá bóng đi nhanh. Hí. Đá bóng. Ui, kinh. Ý. Đi đi nè, bỏ đấy. Đi bính đi ra đi. Không. Mình chạy lại đá đi. Mình chạy lại đá đi. Ô. Vào. Lưu làm gì đấy? Kinh. Nghĩa là chảo rồi đấy. Nó thấy nào đâu. Quay để so sánh hai cái này mà. À, tưởng ra mình lai chim. Đó, lai chim nào. Phạt manh. Tàu. Không tàu phạt manh. Ông làm gì nè. Chó. Con chó. Tha nghịch. Rồi, lửa đây. Chưa được tắt lửa rồi. Bế bố nhỉ? Không. Bố đang nghỉ, bố đang chạy ra ngoài sân kìa đó. Sút. Ý, tí sút đấy. Sợ chưa? Nào, sút nào. 1, 2, 3, 11. Mày ngu. Mày ngu luôn. Mày ngu luôn. Bóng vào nước rồi kìa. Bóng vào nước. Rồi, mình đi ra ngoài. Mình đi ra ngoài quay hoa vậy. Ôi, nhìn cái hoa này nó bệt màu kinh. Cái con G7 có vẻ đỡ hơn. Thế nào, nhìn cái này. Chó quá. Đó. Đấy, ngã rồi. Ơ, bóng đâu? Chơi với Ngọc rồi à? Đi đâu vậy?
đang đi bộ. Tết đi bộ. Đi bộ đây. À, đi bộ thì Ngọc kìa. Đi bộ có vẻ con G7 trông đúng kém hơn một tí sao vậy? Hai cái rồi. Hai cái luôn. Bây giờ bộ Thiện chạy thế nào? Chạy đấy, đang chạy đấy. À. Xuống đây. Quay hoa vậy. Đang đi bộ. Đi bộ chân thế nào? Đó. Chạy nào, chạy nào, chạy nào. Ôi giời, nó lắc như nhau hết. Đúng không, đúng không, đúng không. Rồi, bây giờ thử xem cam trước xem thế nào nhỉ. À, mình sẽ quay cam trước nhưng mà không được. Chắc phải nối lại thôi. Cái này nó không đảo được cam trước cho nên là chưa nhìn được. Rồi, ok. Ôi, quả ổi này. Ở đây chỉ có cái hoa này thôi, không có hoa nào cả. Ok. Mấy phút rồi, 7 phút rồi. Rồi mình sẽ tắt đi, mình sẽ thử cắm trước nha. Ồ, có vẻ hơi. Đây là cắm trước nha. Cắm trước đều là 8. G7 với V35 đều là 8 hết. Thì chắc chắn là có cái cải tiến hơn hồi V30. Nhưng mà tóm lại thì nó cũng hơn tí thôi. Chứ mà đỡ hơn tí thôi. Thì có ông thì vẫn nhiều ông thì vẫn chê lắm. Rồi đó, cả trước đó. Quay mấy phút thôi, chạy nào. Không thay đổi đâu. Đây đây thôi về, con ỉa rồi.